nhà nước của mình á, cho vay lãi suất cũng không có tới vậy đâu. Mẹ coi chừng cẩn thận á. Mà thôi, bây giờ á, mày không muốn cho mẹ mượn đúng không? Cái thứ gì đâu á, thấy mẹ có tiền á, là kiếm chuyện. Con không biết đâu, dì làm sao dì trả tiền cho con đi. Dì mượn thì dì nói hay lắm, lãi suất cao thì chẳng thấy đâu á. Dì tính lừa con hả? Dì trả tiền cho con đi. À, dì... Bà Quang, một tháng rồi mà chưa trả lại cho tôi đó. Bà muốn tôi xiết cái nhà của bà đúng không? Dạ, tôi lại mấy cậu, nhà này của con dâu tôi. Mà tôi mượn tiền của mấy cậu á, là tôi đưa cho bà kia, mà bây giờ bà trốn mất tiêu rồi. Mấy cậu cho tôi thư thả vài hôm mới đi. Tôi mượn được tiền rồi tôi trả cho mấy cậu nha. Tôi lại mấy cậu đó. Chắc tiền của tôi mọc trên cây quá. Tụi bay, xiết nhà. Khoan đã, mấy cậu làm gì vậy? Rốt cuộc mẹ tôi mượn mấy cậu bao nhiêu tiền? 100 triệu. Thôi được rồi, ngày mai mấy cậu quay lại á, tôi sẽ trả thay cho mẹ. Còn bây giờ mấy cậu đi về đi. Nhớ đó, đây. Mẹ à, con nói mẹ rồi mà. Bà ta bỏ con tép và ta bắt con tôm đó, mẹ thấy chưa? Mẹ không có nghe lời con gì hết á. Còn Hương, mẹ chỉ mượn của em nhiêu tiền? Dạ 50 triệu á chị. Nè, trong đây đủ 50 triệu á, em về em lo đi. Dạ. Mẹ xin lỗi con, vì mẹ không nghe lời con nói. Mà con lấy tiền đâu ra nhiều mà con trả cho mẹ vậy? Dạ tiền của con tính để sửa nhà, với lại tính dẫn nhà mình đi du lịch á. Nhưng mà giờ mẹ cần á thì con đưa mẹ xài trước. Với lại mẹ với em nên nhớ là cẩn thận hơn khi mà người ta đưa cái lợi ích tốt cho mình á. Vì miếng format á lúc nào cũng chỉ nằm trên bẫy chuột thôi mẹ. Mẹ với Hương nhớ là chia sẻ cái câu chuyện này nè cho nhiều người biết hơn nha. Để không có tin vào người khác quá đó, là nhớ chia sẻ cái câu chuyện này nha mẹ. Dạ, thôi em về nha, con về nha dì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.